đi. Thẳng thắn đi. Làm sao để thẳng thắn và không tạo khẩu nghiệp? Trong tất cả những cái video clip của anh thường hay nói cái câu là thẳng thắn đi. Và rồi anh cũng khuyến khích và động viên mọi người là không có đè nén cảm xúc của mình, lắng nghe cảm xúc của mình, tôn trọng nó, và rồi dĩ nhiên dũng cảm và chân thành để thể hiện nó. Cho nên sẽ luôn nghe cái câu nói của anh là thẳng thắn đi. Và rồi khi đó, một băn khoăn ngược lại của rất nhiều bạn đó là thẳng thắn đi anh Trí. Trời má, bây giờ làm sao để thẳng thắn? Chứ còn bây giờ em thẳng một lần là em gãy, em nói một lần là mất luôn mối quan hệ đó. Em phật ý, người ta chọc chửi em chửi xong, người ta sáng vô mặt em luôn. Do it! No! Thì em có nghe lời anh vài lần, và bây giờ cái mặt em bự chà bá luôn. Thì đồng ý, cho nên anh phải chịu trách nhiệm cho cái lời khuyên của anh. Vì vậy ngày hôm nay là câu trả lời: cần có những kỹ năng và vị thế gì để được quyền thẳng thắn? Sẵn sàng chưa? Xin chào các bạn, hôm trước gọi là Mr. Well. Ở đây em thầy đẹp trai và chuyên cà khịa đến từ học viện Awake Your Power. Và ngày hôm nay thẳng thắn luôn là anh xin được bẻ một phần trong cái khóa học Awake Your Power, là khóa học nổi tiếng nhất của anh trong suốt 11 năm qua, để chỉ cho các bạn cái cách để làm việc này. Bởi vì đó là trách nhiệm của anh. Anh kêu gọi mọi người thẳng thắn mà không chỉ mọi người cách, đúng không? Mọi người thẳng xong rồi mọi người bị gãy, mọi người lại chửi anh, thì như vậy là anh sai, đúng không? Cho nên là trong cái khóa học của bọn anh á, thì có một cái phần rất là quan trọng, nó gọi là Emotional Bank Account, tức là cái tài khoản tin tưởng. Làm sao để mà mình xây dựng và gửi vào cái tài khoản của sự tin tưởng giữa mình với một người bạn, với một người thân trong gia đình, và đặc biệt là với cộng sự, partner của mình, cấp trên và cấp dưới, đối tác, khách hàng của mình. Làm sao để xây dựng sự tin tưởng đó? Thì trong 8 cái kỹ thuật, thì có một những cái kỹ thuật mà khi anh chia sẻ nó, đặc biệt là ở Việt Nam, mọi người rất là tâm đắc, đó là nghệ thuật phản hồi lại cho người khác, nghệ thuật phan vô mặt người ta bằng thông điệp tôi. Đây là cái khó nhất, bởi vì tới lúc mà mình cần phải phan vô mặt người ta, tức là có chuyện rồi, đúng không? Chúng ta có một cái bất đồng, chúng ta có một cái mong đợi không được đáp ứng, chúng ta có một cái cam kết và không được thực hiện đến nơi đến chốn, và mình bị tổn thương, đúng không? Nó chê cha mình hoặc nó cho mình sắp mặt, đúng không? Trong quá trình mình làm việc với nhau mà mình bị tổn thương, và lúc mà mình tổn thương á, right, mà mình đè nén thì mình chết. Mà mình bung ra, mình bật vô mặt người ta mà làm không đúng cách thì cả hai cùng chết. Bởi vì cái sự tức giận là cái cuốn phăng đi sự khôn ngoan của mình, right? Cho nên thật ra trong 8 kỹ thuật đó, cái kỹ thuật phản hồi khi mà mình bị tổn thương là một những cái anh nghĩ rất là thực tế. Khi mà nói về điều này thì thầy của anh, giáo sư Stephen Covey, ông đề xuất một cái kỹ thuật, một cái cách phân biệt rất là hay giữa cái người hiệu quả và người kém hiệu quả. Cái người kém hiệu quả là người sẽ phan vô mặt người khác bằng you message, tức là thông điệp bạn. Cái cách họ nói sẽ luôn là bạn như thế này, bạn như thế kia, bạn như thế nọ, và mình đánh người ta từ trên đầu đánh xuống luôn. Nhân cách, hành động, tư duy, suy nghĩ, đúng không? Ví dụ đi, làm việc nhóm chung với nhau, và mình là trưởng nhóm, và có một cái thành viên trong nhóm, bạn đó được giao một viết một cái phần của cái report, đúng không? Và tối ngày hôm qua bạn đó, tất cả mọi người suppose là phải nộp cái phần công việc của mình vào lúc 6 giờ chiều để trưởng nhóm có thể tổng hợp lại cái report đó, điều chỉnh thành ra một cái full report và submit, và ngày hôm sau present, thuyết trình. Và 6 giờ nó chưa nộp, chưa nhận. 7 giờ
8 giờ đặt vô âm tính mà thông tin tài liệu thì nó nắng đúng không, 8 giờ thì nó chết cha rồi, tối rồi đúng không, rồi nó ăn trộm rồi mình cũng phải ngủ nghỉ chứ. Thế là bóc điện thoại gọi nó không bắt máy, một lần hai lần nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại không bắt máy. Ok, và hệ quả là trưởng nhóm ăn cho hết, thức tới 1 giờ sáng luôn, làm hết phần việc của nó, tìm lại số liệu, thống kê, viết report, ghép vừa làm vừa chửi, đầm mờ, trời ơi, tại sao mà tao nghiệt vậy trời, sao tao mày dính cái con quái thai khỉ đồ này vô, không bao giờ trải qua cảm giác đó chưa? Đúng không? Không chỉ là thừa thời đi học, đi làm luôn. Và rồi, câu chuyện không dừng lại ở đó, drama. Sáng ngày hôm sau, 8 giờ, báo cáo, thuyết trình. Ok. Và dĩ nhiên, điều mà chúng ta sợ là chúng ta nghi ngờ diễn ra, nó không tới luôn. Ok. Cái phần mà lẽ ra nó phải nói, nó không tới luôn. Nhưng may quá, mình thức tới 1 giờ sáng để mình chuẩn bị, mình làm cái phần của nó rồi. Thế là mình gầm lên, mình chích scare lên, mình quất phần của mình xong, mình nói luôn phần của nó, mình tả xung hữu đột, mọc ra thêm 2 cái tay, lòi thêm 3 cái đầu nữa. Đúng không đã? Và cuối cùng 8 giờ rưỡi sống sót và cả team vượt qua được cái thử thách đó. Dĩ nhiên không thể trọn vẹn, không thể perfect mà không thể như mong đợi của cả team. Và kết quả không được như mong đợi, sống sót, barely survive. Và đúng 9 giờ thằng đó mới lóc ngóc chạy vô. Và nếu mình nhìn thấy cái mặt của nó, đặt mình vào tình huống đi các bạn, right, các bạn làm việc thay cái phần việc của nó tới 1 giờ sáng, các bạn lên tả xung hữu đột, right, để làm luôn cái phần thuyết trình của nó và không đạt được kết quả mà cả nhóm mong đợi, và trong suốt thời gian đó không liên lạc được với nó, đúng không? Và 9 giờ nó mới lẹt chạy vô. Mình gặp cái mặt nó. Tụi bay sẽ làm gì? Và anh tin là ngay lúc này, ở bên kia màn hình, các bạn đang diễn 12 cái tư thế võ học cổ truyền đúng không? Đúng không? Hay là tụi bay chuyển qua MMA luôn rồi. Kẹp cổ, giật chỏ lên gối, phun nước miếng. Right? Và tất cả những cái sự giận dữ của mình dâng lên. Và lúc đó, một người bình thường sẽ phản hồi với các bạn đó bằng thông điệp bạn. Thông điệp bạn nghĩa là bạn là người không có trách nhiệm, bạn làm ăn cái kiểu gì vậy ha, bạn có danh dự không, bạn hứa, bạn thất hứa, bạn làm cái đó, bạn coi kìa, bạn ăn ở làm sao vậy ha, bạn có suy nghĩ không vậy ha, bạn là người lớn hay là con nít vậy, một trách nhiệm, một cái việc đơn giản như vậy bạn đã hứa với nhóm rồi, bạn đã cam kết với tất cả mọi người rồi, bạn làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Bạn lớn rồi, bạn nít đâu? Tại sao không trả lời? Hả? Tại sao bạn không phản hồi? Viết mail, nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại không bắt máy. Hả? Điện thoại để chụp hình nữa hả? Làm ăn cứng. Đó là cách phản hồi thông thường. Và dân gian gọi là gỡ đôi dép vô, phang vô mặt của nhau, đúng không? Thì sau đó dĩ nhiên là mình hả giận, nhưng mà cái sự thẳng thắn đó của mình làm mất cái mối quan hệ đó. Và rồi dĩ nhiên là nếu sau đó mình không dính dáng như người đó nữa thì ok, coi như mất mối quan hệ thôi. Nhưng nếu đó là nhân viên trong bộ phận của mình thậm chí đó là thành viên trong gia đình của mình thì cái tổn thương và mối quan hệ đó nó sẽ dai dẳng sau rất nhiều ngày sau đó, right? Thì đó gọi là cách phản hồi bằng thông điệp bạn. Và lưu ý trong cái phản hồi thông điệp bạn đó, mình đánh giá lên nhân cách của người khác, right? Bạn là người vô trách nhiệm, bạn là người không biết suy nghĩ, bạn có tư cách không? Ha, bạn hành động cái gì kỳ cục vậy? Mình đánh giá lên hành động của họ. Bạn không trả lời mọi người, bạn xem thường mọi người. Bạn không tôn trọng cái đội nhóm này, bạn hời hợt, bạn lười biếng, bạn bỏ bê trong công việc, bạn bất chấp. Mình đánh giá cái suy nghĩ của họ,
bạn là người lớn hay con nít vậy? Bạn lớn rồi bạn có biết suy nghĩ không? Bạn có biết cân nhắc không vậy? Bạn không biết phải trái à? Bạn biết gì đúng gì sai sao? Thì khi mà chúng ta bắt đầu phán xét nhân cách, hành động và suy nghĩ của người khác thì đó là việc cực kỳ rủi ro. Bởi vì một khi mình chạm tới thứ đó rồi thì mình biến họ thành kẻ thù. Và một khi trở thành kẻ thù rồi là không có thấu hiểu, là không có trò chuyện, là không có giao tiếp nữa, là chỉ có chiến đấu mà. Ok. Trong trường hợp này, cái người hiệu quả và khôn ngoan, họ không đè nén, họ vẫn rất thẳng thắn. Nhưng khi đó, cái kỹ thuật quan trọng để xử lý tình huống này, các bạn phải dùng được thông điệp tôi. Và chuyển từ thông điệp bạn sang thông điệp tôi. Đó là: bạn ơi, mình có thể chia sẻ với bạn một cái băn khoăn của mình chút có được không? Ngày hôm qua 6 giờ khi bạn không nộp cái phần việc của bạn và không cách gì liên lạc được với bạn hết thì mình đã rất là lo lắng, và cả team ai cũng bấn loạn hết. Và tụi mình phải thức tới 1 giờ sáng để làm cái phần việc lẽ ra là của bạn. Và tụi mình rất là mệt mỏi và rất là lo lắng, bởi vì mình biết là không thể nào làm tốt được. Và sáng ngày hôm nay khi tụi mình bước đến đây để thuyết trình cũng không thấy bạn, cũng không liên lạc được với bạn, thì tất cả mọi người trong team đều rất là khủng hoảng và rất là hoang mang. Để rồi cuối cùng mọi người phải gồng lên để gánh luôn cái phần việc của bạn, và kết quả làm cho tụi mình thật sự rất là thất vọng. Và thành thật mà nói, thẳng thắn nha, là nếu chúng ta tiếp tục hợp tác với nhau trong cái dự án, trong cái công việc, thì mình thật sự rất là lo lắng và mất tinh thần, bởi vì mình không biết là chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với nhau như thế nào sau ngày hôm nay. Mình không biết là làm sao để mình dám giao những cái trách nhiệm quan trọng cho bạn sau ngày hôm nay, bởi vì thật sự là sau tới thời điểm này mình rất là mệt mỏi và mình rất là hoang mang và thất vọng. Để ý hả các bạn, anh rất thành thật đúng không? Và anh rất thẳng thắn. Nhưng anh mô tả cái gì? Cảm xúc của anh, hành động và suy nghĩ của anh. Và anh chia sẻ một cách chân thành cảm xúc, suy nghĩ, hành động của anh với người đối diện. Anh không đè nén, anh không nói giảm nói tránh. Nhưng trong quá trình đó, anh cũng không phán xét và chỉ trích cái người đối diện, mà anh chỉ đơn thuần bày tỏ một cách trọn vẹn những cảm xúc và trải nghiệm mà anh đã trải qua. Anh rất lo lắng, anh rất áp lực, anh rất là hoang mang, anh rất là mệt, anh phải thức tới 1 giờ sáng, anh phải gồng lên để xoay sở, và anh rất thất vọng với kết quả. Và sau ngày hôm nay anh thật sự rất là lo lắng về cách chúng ta có thể làm việc. Để ý thấy không các bạn? Anh rất thành thật và thẳng thắn, nhưng anh không tấn công và phán xét người bạn của mình, bởi vì anh chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Cho nên nếu mà anh có thể thẳng thắn giống như vậy, theo các bạn họ sẽ cảm thấy như thế nào? Và họ sẽ hành xử ra làm sao? Khác như thế nào? Đúng không? Và anh nghĩ cái điều quan trọng nhất đó là anh cho họ cái cơ hội để trình bày câu chuyện của họ. Và tưởng tượng xem các bạn, là nếu lúc đó cái người cộng sự của anh họ chia sẻ là: mình rất xin lỗi cả nhóm, bởi vì tối ngày hôm qua nhà mình có người bị tai nạn, xong rồi mình rất là lo lắng, mình không biết phải xoay sở như thế nào hết, mình phải đưa người thân của mình vô bệnh viện, và lúc mình gấp quá mình đi, mình không mang theo điện thoại, mình không liên lạc với ai hết, rồi lúc mình vô bệnh viện rồi thì cứ phải chạy lòng sòng sọc hết phòng này tới phòng khác để mà cố gắng cứu chữa cho người thân của mình. Suốt cả buổi tối ngày hôm qua mình không có ngủ và mình thật sự rất là rối. Rồi tới sáng ngày hôm nay khi mà người thân của mình vừa ổn ổn một chút, thế là mình
sực nhớ ra công việc, mình lật đật chạy về nhà, thay đồ xong rồi mình chạy đến đây liền. Mình rất là xin lỗi bởi vì cái tai nạn đó mình không biết xoay sở như thế nào. Và các bạn tưởng tượng xem, nếu như người cộng sự của mình họ chia sẻ là người thân của họ bị tai nạn chẳng hạn, thì well, đúng không? Giữa công việc của một cái đội nhóm và người thân của người ta bị tai nạn, thì mình thấy là nếu mình là họ, mình cũng phải ưu tiên cho người thân của mình, đúng không? Và khi mà họ có thể có cái cơ hội để chia sẻ câu chuyện của họ, thì nếu các bạn là người leader, có khi các bạn cũng sẽ điềm tĩnh hơn để thấu hiểu và thông cảm được cho cái hoàn cảnh của nhau, đúng không? Và rồi khi đó là khi mình có thể cùng nhau thảo luận xem là à, nếu vậy thì người thân của bạn ổn chưa, bạn bình an không, bạn có cần mọi người giúp đỡ gì không, bạn ok rồi đúng không? Nếu vậy bây giờ sao tiếp, sau ngày hôm nay thì sao? Và khi đó là khi mà chúng ta vẫn có thể thấu hiểu nhau, thông cảm cho nhau, và rồi giữ được cái mối quan hệ, đây là cái quan trọng nhất, giữ được cái sự tin tưởng dành cho nhau để rồi tiếp tục thay đổi và đưa ra cái cách hợp tác cho những cái công việc và dự án sau đó, đúng không đã? Còn giả sử như cái tình huống của họ nó cũng rất là drama, giống như vậy, họ có cái biến cố, họ có một cái tai nạn gì đó, đúng không? Và rồi khi mà họ xuất hiện, họ chưa kịp nói gì hết, các bạn rút hai chiếc dép ra và mở cái miệng của mình ra và phan tất cả những cái sự phán xét, cái sự chỉ trích, cái sự chà đạp đó đối với nhân cách suy nghĩ và hành động của họ. Bạc 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 bạc, bạn là như thế này, như thế này, như thế này, như thế này, này, bạn là như vậy, 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 đúng không? Thì dù là họ biết họ sai, nhưng mà các bạn tát họ sấp ngửa, các bạn đập bàn thờ của họ, right? Các bạn chà đạp nhân cách của họ, thì có khi họ biết họ sai, nhưng họ cũng không xin lỗi luôn. Họ nói, tao là vậy đó, rồi sao? Bây giờ đó, kết quả là vậy rồi đó, nhóm là vậy đó, điểm vậy đó, rồi tụi bay muốn gì? Vì ngon tụi bay kiện thầy đi, không? Đó. Phải đạt, tưởng là trưởng nhóm rồi mà nó muốn cư xử với người ta là sao? Cư xử không bao giờ lắng nghe người khác hết. Mày tưởng ai cũng sướng như mày, mày tưởng lúc nào mọi thứ cũng đéo nói chuyện nữa. Rồi, rồi sao? Mày muốn gì? Sao? Quýnh không? Hiểu ý anh không các bạn? Hiểu ý anh không? Cho nên quay trở về thì đây là một cái kỹ thuật mà nó rất là tinh tế nghe. Đó là phản hồi với người khác bằng thông điệp tôi thay vì thông điệp bạn, và chia sẻ với họ cái trăn trở, cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái trải nghiệm của mình một cách thẳng thắn, trọn vẹn và chân thành. Nhưng trong quá trình đó tuyệt đối không chỉ trích, không đánh giá và chà đạp người khác. Thì đây gọi là nghệ thuật để thẳng thắn và vẫn gìn giữ được cho mình cái mối quan hệ. Lưu ý cuối cùng thôi, là đó là kỹ thuật, nhưng cái điểm số 2 là để áp dụng được cái kỹ năng này, đúng không? Mặc dù là đây là cái mà trong suốt 11 năm anh đi dạy ở Việt Nam nghe, cho những cái doanh nghiệp, cho những cái người, đặc biệt là những cái người, những anh chị giữ cái vị trí quản lý trong đội nhóm, trong công ty, thì anh nghĩ đây là một cái kỹ năng rất là thực tế. Nhưng mà sau khi anh chia sẻ cái đó với những học viên của mình xong rồi á, thì anh luôn nhắc họ thêm một việc cuối cùng mà ngày hôm nay đã dạy thì dạy cho trót luôn, đúng không? Là anh cũng nhắc các bạn luôn là để sử dụng được cái chiêu này thì các bạn cần thêm một điều cuối cùng, là các bạn phải có cái vị thế để phản hồi. Hay nói cách khác là để mình phản hồi với người khác về cái việc trễ giờ của họ thì các bạn phải là người đúng giờ. Để phản hồi với người khác về cái việc thiếu nhiệt tình, thiếu hứng thú, thiếu cam kết, thiếu kiên trì trong cái công việc của họ, thì bản thân các bạn phải là một người nghiêm túc, quyết liệt, say sưa và kiên trì với công việc của chính mình, thì mình mới được quyền phản hồi về một cái điểm yếu nào đó của người khác ha. Cho nên là mình không được phép nói về những thứ mà mình không làm được, không được phép chia sẻ về những thứ mình không hiểu, và chém gió, rao giảng về những thứ mà mình không có. Thì cái đó là cái nằm sâu ở bên trong, nó là bản lĩnh, là nội lực của các bạn, đúng không? Là cái ăn ở của các bạn.
thì khi mình tích lũy được cho mình cái sự từng trải đó, cái bản lĩnh đó và cái thói quen ăn ở cho đàng hoàng đó, thì mình mới có được cái vị thế để phản hồi với người khác về một thứ gì đó mà mình băn khoăn về họ. Hiểu ý anh không? Nghe. Thì cái đó là cái mà không sách vở nào, không cái bài giảng nào có thể bù đắp cho các bạn hết, mà nó là cái bản lĩnh và sự từng trải mà mỗi người phải tích lũy. Và đó là cái mà tâm huyết, đó là cái điều cốt tủy nhất của anh trong một cái vị thế của một cái người thầy, một cái người chia sẻ với các bạn, để có thể làm được cái video clip mà chia sẻ với các bạn trong vậy. Thì anh tự đặt ra một cái mong đợi rất là cao cho cái ăn ở của anh, cho cái sự rèn luyện, cái cách cư xử, cái cách làm việc của anh với nhân viên, với cộng sự, với con cái, với bạn bè của anh. Thì cái đó là cái mà mình sẽ là cái người phán xét quan trọng nhất để liên tục, hiểu không? Cảnh tỉnh cho mình và phản hồi cho mình. Ok, thì thật ra đó lại là một cái kỹ thuật khác nữa trong việc xây dựng cái reputation, cái uy tín và cái thương hiệu của riêng các bạn có một cái. Thì anyway, thì anh nói thêm cái đó để mọi người ý thức về chuyện này. Ok. Cuối cùng, như các bạn thấy, anh cũng thẳng thắn và anh chịu trách nhiệm cho cái lời kêu gọi của anh, đúng không? Thì anh kêu gọi mọi người thẳng thắn. Thì ngày hôm nay anh hướng dẫn mọi người cái cách làm, cái nguyên tắc để làm chuyện đó. Thì anh cũng phải chịu trách nhiệm cho cái lời kêu gọi của anh. Thì anh rất mong là mọi người khi nghe cái này thấy hợp lý hay không. Và anh nghĩ là không chỉ là các bạn nghe, mà anh muốn các bạn thử đối chiếu nó lại với những cái tình huống mà mình đã từng phản hồi trong quá khứ. Dùng cái chia sẻ của anh để soi rọi lại cái cách mình trò chuyện, cách mình feedback cho bạn bè, cho cộng sự của mình, và thả cho anh một cái comment để chia sẻ lại cái sự nghiền ngẫm nào đó của riêng các bạn. Thì nghĩ đó sẽ là một điều rất là hay, bởi vì khi đó các bạn sẽ học nó thêm một lần nữa bằng việc nhìn lại cái quá khứ và trải nghiệm của riêng mình, đúng không? Cho nên là đừng có nghe không nghe, mà phải hành động, phải nghiền ngẫm. Ok, và làm bài tập, thả cho anh cái comment chia sẻ các bạn đã từng phạm cái sai lầm này chưa, và các bạn ngộ ra nó như thế nào, hoặc là wow, bây giờ mình hiểu được nó sâu sắc hơn ra làm sao. Ok, còn lại cái kỹ thuật iMessage, nó là một cái kỹ thuật rất là thực tế trong cái 8 bước để xây dựng sự tin tưởng đó, đúng không? Thì anh mong là mọi người áp dụng nó cho cuộc sống của các bạn, và anh hy vọng là nó helpful. Còn lại nếu các bạn thật sự hứng thú và mình cảm thấy là mình rất muốn đào sâu hơn nữa để học tất cả những cái nhận thức, những cái kỹ thuật, những cái kỹ năng đó, bởi vì mình thật sự muốn trở thành một cái người lãnh đạo, một người có sức ảnh hưởng tốt trong công việc cũng như là trong gia đình của mình. Và đó là cái thử thách mà mình, nó đã hành hạ mình trong một thời gian rất dài, đúng không? Thì anh nghĩ đó là lúc mà chúng ta có khi phải có nhiều thời gian hơn để đi cùng với nhau, để áp dụng, để dẫn dắt và để support nhau. Thì đó là những cái mà bọn anh xây dựng trong khóa huấn luyện chuyên nghiệp Awake Your Power. Cho nên nếu các bạn thật sự đã từng trải qua rất nhiều khó khăn trong việc làm việc đội nhóm, đúng không, và giao tiếp, thì anh nghĩ là mọi người nên tìm hiểu về cái khóa huấn luyện đó, xem nó có thật sự phù hợp với các bạn hay không. Và cái chặng hành trình 3 tháng mà chúng ta đi cùng với nhau để anh hỗ trợ, dẫn dắt và support các bạn, nó có thật sự đáp ứng được những cái mong đợi và mang lại những giá trị sâu sắc để giúp các bạn về lâu dài hay không. Thì anh mong là mọi người sẽ cởi mở để tìm hiểu nó, đúng không? Và anh thả cái link trong description. Và cuối cùng, đó là nếu cái bài giảng này thật sự thực tế và có ý nghĩa, thì nhớ like và share cái video clip này. Đừng share nó một cách hời hợt trên Facebook, mà có khi share nó trực tiếp cho 1, 2, 3 cái người thân, người bạn, người cộng sự nào đó mà mình thật sự tin là cái kỹ thuật này biết đâu có thể hỗ trợ cho họ. Hoặc là mượn anh như là một cái người thứ ba khách quan hơn để feedback cho cái người bạn đó của mình là: hey bạn ơi, bạn chuyên gia đánh giá và đặt bàn thờ của mình đấy. Nè, có cái ông quéo này, ông nói nè, bạn nghe có hợp tình hợp lý không? Rồi chúng ta cùng nhau thảo luận xem bạn và tôi học được cái gì qua chia sẻ của ông quéo bạn nhé. Thì
anh mong là anh có thể giúp được mọi người cách này hay cách khác ha. Cho nên nếu mình thấy là nó có thể giúp được cho một ai đó thì chia sẻ với họ và cùng họ thảo luận xem là what, học được cái gì. Alright, và anh nghĩ đó là chặng hành trình rất vui và vinh dự để được đồng hành cùng với nhau. Thank you.